một video về chị Kính Đố Vui để trả lời tất cả những thắc mắc của các bạn về chị Kính trong những ngày qua nha. Sau khi đăng tải nhiều video về các idol thì có rất nhiều bạn gửi tới cho chị Kính những câu hỏi như là: chị Kính là ai? Chị Kính là fan của Thị Nhung hay Thảo Ly? Và tại sao chị Kính lại biết nhiều bí mật về các idol như vậy? Thì ok con dễ, like video đi. Giờ chị Kính bật mí cho các bạn biết toàn bộ những bí mật của chị Kính nè. Get go! Câu 1, chị Kính Đố Vui là ai? Theo bạn thì chị là ai nào? Có mấy bạn hỏi chị Kính có thật hay không? Hay là nhân vật hư cấu thì ha ha, chị có thật nha mấy bạn ơi, chị đây nè. Nhưng mà các bạn thích chị là nhân vật hư cấu thì cứ nghĩ như vậy cũng được, chị vẫn vui nha. Qua câu 2 nè, chị Kính bao nhiêu tuổi? Theo bạn thì chị Kính bằng tuổi với idol Đào Lê Phương Hoa hay là Thị Nhung của Gậy TV nhỉ? Chỉ có phần cứng của chị Kính mới biết, chị Kính sinh năm 1998, bằng tuổi với Đào Lê Phương Hoa, BV, Lê Trung Hoàng và rất nhiều các idol khác nữa nha. Và tất nhiên là chị Kính hơn tuổi Thị Nhung, Thảo Ly, Quỳnh Moon và một số diễn viên khác của Gậy TV đúng không nào? Trên video, chị Kính có gọi các thành viên của Gậy là anh hoặc chị là do chị gọi theo các bạn fan cho gần gũi, chứ không phải là chị Kính ít tuổi hơn như nhiều bạn vẫn nghĩ đâu nhé. Câu 3, chị Kính hiện đang sinh sống ở đâu? Đố các bạn biết, nơi sống của chị Kính gần với thầy Huấn Hoa Hồng hơn hay là anh Mr. Vịt hơn đấy? Vậy là các bạn cũng đã biết chị Kính sống tại Hà Nội đúng không nhỉ? Vì thầy Huấn Hoa Hồng và anh Mr. Vịt đều ở Hà Nội mà. Nhưng mà người mà chị Kính gần hơn chính là thầy Huấn Hoa Hồng nha. Nhà của thầy Huấn cách chị Kính khoảng 5 km thôi á. Có nhiều lần chị Kính đi đường gặp gia đình thầy Huấn rồi nè. Chỉ là ngại quá không dám xin chụp hình cùng idol mà thôi. Ha ha. Còn các bạn thì sao? Nếu được gặp idol nổi tiếng ngoài đường thì bạn có dám chạy lại xin chữ ký hay là chụp ảnh chung không nhỉ? Câu 4, tại sao chị Kính lại biết nhiều thông tin về các idol? Do chị Kính là thám tử, chị Kính quen biết với các idol hay chị Kính tự tìm hiểu? Thực ra thì các bạn có thể chọn cả 3 đáp án nha. Chị Kính đọc rất nhiều Conan nên chắc là chị cũng có tài năng thám tử. Không chỉ vậy, chị còn quen biết một số idol nhưng xin phép không bật mí là chị quen ai nha. Và một số thông tin của các idol khác thì chị có thể tự tìm trên các trang mạng xã hội khác nhau nè. Sau đó chị còn mất 3 ngày 3 đêm để làm ra video cho các bạn coi nữa đó. Thế nên các bạn đừng ngại mà thả like video và subscribe kênh để ủng hộ chị Kính nhé. Một câu hỏi được các bạn fan của Gậy TV hỏi rất nhiều, chị Kính là fan của Thị Nhung hay Thảo Ly? Có nhiều bạn nghĩ rằng chị Kính là fan của Thị Nhung vì chị cho rằng Thị Nhung xinh hơn và hát hay hơn Thảo Ly. Các bạn còn nói chị thiên vị Thị Nhung hơn Thảo Ly nữa chứ. Nhưng mà như đã nói ở tất cả các video thì những gì chị nói đều là ý kiến cá nhân thôi mà. Và chị Kính cũng không phải là fan của Thảo Ly hay Thị Nhung mà chị là fan của chị Kính Lúc TV nha. Còn trong số các thành viên của Gậy TV thì chị thích nhất là chị Yến Xôi. Ước mơ của chị sau này sẽ có một cuộc sống giống như chị Yến Xôi nè. Câu 6, tại sao chị Kính làm nhiều video về Gậy TV mà không làm về Hero Team? Thực ra thì nếu các bạn để ý, chỉ cần idol nào được các bạn bình luận nhắc tên nhiều và like video cũng như subscribe kênh là chị Kính sẽ ngay lập tức làm về idol đó cho các bạn nè. Và thực tế thì các bạn fan của Gậy TV quá chiến, video nào cũng bình luận nhiệt tình và để lại hàng nghìn like luôn đó. Nên là tất nhiên chị sẽ ưu tiên làm về Gậy TV cho các bạn đã bình luận và like video của chị rồi. Bạn nào muốn chị làm về các idol khác thì hãy giống như các bạn fan của Gậy TV nha. Kêu gọi bạn bè, cô dì, chú bác bình luận tên idol và like video thì chị Kính sẽ sớm làm cho các bạn coi thôi. Ha ha. Câu 7, ngoài những câu hỏi về các idol thì còn một số câu hỏi nữa là chị Kính có em gái hay không? Theo bạn, chị Kính có em gái không nhỉ?
chị Kính thì mới rõ. Chị Kính có một em gái sinh năm 2005, hiện đang học lớp 12 rồi nhé. Còn các bạn thì sao? Bạn có anh trai hay chị gái không nào? Bạn nào không có chị gái thì có thể nhận chị Kính Đố Vui làm chị gái được không ta? Câu 8, một câu hỏi mà ngày nào chị cũng được nghe, đó là tại sao chị Kính không tuyển phó nhóm nữa? Theo bạn, lý do là gì? Bạn đã chọn đáp án là gì vậy? Chứ đáp án của chị Kính là cả ba nha. Tuy chị Kính có tới 4 nhóm fan với hơn 3.000 thành viên, nhưng hiện tại chị đã có đủ phó nhóm gồm Nhã Hân, Bé Mây, Chi Cu Tê, Yến Nhi, Quỳnh Như, Bé Phượng, Hồng Sinh, Mini và Huy Báo. Hiện 9 bạn đang làm công việc phó nhóm rất tốt và cũng khá vất vả vì phải quản tới hơn 3.000 thành viên. Nhưng chị Kính cũng phải cân nhắc rất nhiều về việc tuyển phó nhóm. Chỉ có bạn nào là fan cứng, thường xuyên tương tác trên kênh YouTube của chị Kính Đố Vui và nhóm Zalo thì chị mới tuyển làm phó nhóm thôi nhé. À, mà quên mất chưa trả lời câu hỏi ở bìa video, chị Kính là bạn của ai? Chị Kính không phải là bạn của ai cả, mà chị Kính có một người bạn quen biết với cả chị Nhung, chị Thảo và Gãy TV luôn nha. Thế nên việc chị biết nhiều thông tin về Gãy TV cũng là điều hết sức bình thường như ở phường luôn nhé. Hết thắc mắc về chị Kính và Gãy TV nha các bạn ơi. Qua câu 10 nè. Câu 10, sắp tới chị Kính sẽ tặng quà cho các bạn fan. Theo bạn thì chị nên tặng quà thông qua mini game hay là lọc fan cứng để tặng quà nhỉ? Muốn chị Kính tặng quà thông qua cách nào thì hãy bình luận cho chị biết xuống phía dưới video nha. Bình luận xong thì đừng quên like video và subscribe kênh để sang câu hỏi tiếp theo bạn nhé. Câu 11, đố bạn, quà của chị Kính gửi cho các bạn fan là gì? Chỉ có bạn nào đã từng nhận quà của chị Kính Đố Vui mới biết quà của chị Kính gửi cho các bạn là đồ dùng học tập như là hộp bút, bút, hộp eke thước kẻ, giấy nhớ, vân vân và mây mây. Ngoài ra thì còn một số món quà khác như chậu hoa mini để bàn, nơ buộc tóc, kẹp tóc, băng đô. Các bạn có yêu thích những món quà như vậy không nhỉ? Và điều đặc biệt là khi chị gửi quà, các bạn hoàn toàn không phải chi trả bất kỳ khoản tiền nào. Chị đã thanh toán phí vận chuyển nên các bạn nhớ, đơn hàng nào mất phí trên danh nghĩa của chị Kính Đố Vui thì tuyệt đối không nhận hàng để tránh bị lừa đảo nha. Câu 12, ai đã từng nhận quà từ chị Kính Đố Vui? Để các bạn có thể tin tưởng hơn về chương trình tặng quà cho fan từ chị Kính Đố Vui thì chị đã đưa ra câu hỏi này. Vinny và May là hai bạn đã được nhận quà từ chị Kính Đố Vui nhé. Ngoài ra thì vẫn còn rất nhiều bạn khác cũng đã được nhận quà từ mini game của chị Kính Đố Vui nha. Bạn nào đã từng nhận quà đến từ chị Kính thì bình luận xuống phía dưới video đi nào. Câu 13, chắc là các bạn đang thắc mắc là chị Kính Đố Vui giàu đến mức nào mà lại có thể tặng quà cho fan nhiều như vậy đúng không nhỉ? Theo bạn thì chị Kính và chị VV ai giàu hơn? Cho vui thôi, chứ chị Kính tuổi gì mà giàu bằng bà về các bạn nhỉ. Tuy chị không phải là đại gia, nhưng mà tặng quà cho fan thì chị dư sức để tặng nha các tình yêu của chị. Chỉ cần các bạn ngày ngày xem video của chị Kính, nhớ là xem hết video đó nha. Và đừng quên like video thì chị Kính sẽ thường xuyên tổ chức các chương trình tặng quà nè. Mãi yêu! Câu 14, có một câu hỏi mà rất nhiều bạn thắc mắc là chị Kính có chồng hay chưa? Chồng các bạn ơi, ảnh chị mặc váy cưới là chị chụp chơi chơi thôi nè. Chứ nếu có đám cưới thì chị phải mời các bạn chứ nhỉ. À hi hi, không biết có bạn nào tới dự đám cưới của chị Kính không ta. Mà thôi, qua câu hỏi 15 nào. Câu 15, câu hỏi cuối cùng nè. Video sau, bạn muốn chị Kính làm về chủ đề nào nhỉ? Nếu bạn muốn
muốn chị Kính tiếp tục làm về các idol thì hãy bình luận tên idol của bạn xuống phía dưới video nha. Còn nếu bạn muốn khám phá về 12 cung hoàng đạo thì tất nhiên là bình luận tên cung hoàng đạo của bạn để chị Kính có thể biết và làm video sớm nè. Video khám phá những sự thật về chị Kính Đố Vui đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và subscribe kênh để có thể nhận thông báo khi có video mới vào ngày mai các bạn nhé. Còn bây giờ thì chị Kính xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!